chánh niệm ngôi nhà của bạn. Thiền sư Searo Ujjotika. Người dịch: sư Tâm Pháp. Lời nói đầu cho lần tái bản thứ hai. Tôi đã sửa chữa lại bản thảo tái bản lần thứ hai của cuốn Chánh niệm ngôi nhà của bạn cho dễ đọc hơn. Tôi rất vui vì đã hoàn chỉnh được cuốn này để chuẩn bị cho lần tái bản thứ hai. Thậm chí, nếu có thể làm được tốt hơn nữa thì tôi cũng sẵn lòng. Khi đọc lại bài pháp này, tôi không bao giờ biết chán mặc dù chính tôi đã thuyết giảng nó. Tôi cảm thấy như đang tự nhắc nhở chính mình. Đây là một cuốn sách mà bản thân tôi sẽ đọc đi đọc lại nó nhiều lần. Rất nhiều người đã viết thư cho tôi sau khi đọc cuốn sách này. Bởi vì bài pháp này có thể được xem như là một người bạn thường nhắc nhở người đọc sống hạnh phúc, chuyển đổi tà kiến và thái độ sai lầm trở thành chân chánh. Vì vậy, tôi rất vui là mình đã thuyết bài pháp này. Dĩ nhiên là những hoàn cảnh và nhân duyên thuận lợi đã giúp cho bài pháp này được ra đời. Những điều này không thể nào xảy ra chỉ vì chúng ta muốn nó phải xảy ra. Xin chúc tất cả các bạn trở thành những con người có chánh kiến và thái độ sống chân chánh, có những lý tưởng cao thượng và luôn được hạnh phúc. Searo Ujjotika. Lời nói đầu của lần xuất bản đầu tiên. Chánh niệm Sati là ngôi nhà của tâm. Một nội tâm không có chánh niệm cũng giống như một kẻ vô gia cư, chỉ đi đến những nơi chốn mà chân mình đưa tới, sống vào vật ở bất cứ nơi đâu, không có sự ổn định, không có sự bình an và an toàn dành cho anh ta. Anh ta cũng không có một chút giá trị gì. Hầu như ngay sau khi tôi thuyết bài pháp chánh niệm ngôi nhà của bạn này, đã có rất nhiều lời yêu cầu cho nó được xuất bản. Đây là sự đáp ứng niềm mong đợi của những người đã nêu yêu cầu đó. Khi đọc một cuốn sách, chúng ta có thể dừng lại ở bất cứ chỗ nào chúng ta muốn và dành thời gian để suy ngẫm thêm về những điều trong đó. Và chúng ta cũng có thể mang theo nó bên mình đi mọi nơi và đọc mỗi khi có được 10-15 phút rảnh rỗi. Và khi chúng ta muốn thảo luận với nhau, chúng ta có thể mở sách ra đọc và thảo luận cùng nhau. Con người hạnh phúc nhất là cuốn băng ghi âm được Ngài Sueumin Searo thường giới thiệu và cho tặng nhiều nhất cho các học trò và Phật tử của Ngài để nghe. Ai là người hạnh phúc nhất? Bản thân bạn có muốn là một người hạnh phúc nhất không? Ở trong lòng Đức Phật là một bài pháp dựa trên cuốn sách do một đệ tử cư sĩ của tôi viết. Tôi rất tự hào và rất vui khi thấy người học trò của mình đã có thể sống một cách bình yên, bất chấp vô số những khó khăn, phức tạp đã đến với cuộc đời anh. Nếu hạnh phúc có nghĩa là sự hài lòng, mãn nguyện, thì có lẽ ở trên đời này, chúng ta sẽ chẳng có cơ hội để tìm ra được một chút hạnh phúc nào. Chỉ khi bạn biết sống hạnh phúc bất chấp những khó khăn mà cuộc đời đem đến cho bạn, thì khi đó bạn mới thực sự là người biết sống một cuộc đời hạnh phúc. Cầu chúc cho tất cả các bạn học được cách sống thật hạnh phúc. Searo Ujjotika.